Thưa quý vị và các bạn, do chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam khối không khí lạnh lục địa có cường độ suy yếu, kết hợp rìa Nam rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa tăng cường từ phía Bắc và đầy dần lên. Sáng sớm nay, khối không khí lạnh lục địa được tăng cường yếu lệch đông nên Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng vùng núi đêm qua chịu ảnh hưởng kết hợp với vùng hội tụ Tây Nam trên cao nên có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Các khu vực khác, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tại Hải Phòng, nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Đêm nay và ngày mai, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam khối không khí lạnh lục địa tăng cường yếu lệch đông sau ổn định. Nên ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Riêng vùng núi phía Bắc, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tại khu vực Đông Bắc, nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay, vùng áp thấp trên khu vực quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm nay 17 tháng 11 đến ngày 19 tháng 11, ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Còn ngay sau đây là dự báo chi tiết khu vực Hải Phòng đêm nay và ngày mai.